Bạn đang xem Người đưa tin TV. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thống kê mới nhất về số lượng học sinh đăng ký dự tuyển, tỷ lệ chọi vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2019-2020. Theo số liệu công bố, hai trường có tỷ lệ chọi tính theo nguyện vọng 1 cao nhất cũng là hai trường chuyên, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An 1/2,4, trường Trung học Phổ thông Sơn Tây 1/2,3. Một số trường ở trung tâm thành phố Hà Nội cũng có tỷ lệ chọi cao như trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, tỷ lệ chọi là 1/1,2, trường Trung học Phổ thông Đống Đa, tỷ lệ chọi là 1/1,5, trường Trung học Phổ thông Kim Liên 1/1,8. Dưới đây là bảng thống kê tỷ lệ chọi vào lớp 10 các trường công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, năm nay, Hà Nội tuyển sinh 63.090 chỉ tiêu, trong khi có tới 85.873 nguyện vọng xét tuyển nguyện vọng 1. Dựa vào số lượng thí sinh đăng ký các trường, học sinh và phụ huynh có thể cân nhắc việc thay đổi nguyện vọng đăng ký cho phù hợp. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.